Các bạn thân mến, đối với những dòng âm ly đề nông đang có mặt tại thị trường Việt Nam chúng ta, các bạn thấy khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã, mức giá thành từ vài triệu cho đến vài chục triệu tùy theo model. Và những dòng âm ly đề nông thì các bạn thấy anh em rất yêu mến bởi nó đem lại tiếng bass đầm chắc, nó rất là phù hợp với những dòng nhạc mà các bạn đang nghe thị hành trên thị trường hiện nay. Đặc biệt là âm ly của đề nông thường thường sử dụng những dòng sò MOSFET đem lại chất âm rất là tinh tế, và một cái ưu thế lớn của nó là nó có khả năng phối ghép khá là đa dạng. Các bạn có thể phối ghép vào những dòng loa Tannoy, các bạn lại có thể đánh vào những dòng loa BV kép, các bạn lại có thể đánh vào những dòng loa Bose, lại có thể ghép vào loa JBL. Và các bạn thấy là những dòng loa Vega vân vân, hay những dòng Diatone, hay những dòng Onkyo vân vân, các bạn rất khó tìm âm ly đánh được ra chất âm của nó theo kiểu đầm, chắc, bát uy lực, thì đề nông chính là một trong những lựa chọn đó. Ngày hôm nay tôi về được 4 chiếc ly đề nông 1500R đẹp như mới, nhấn mạnh với các bạn là đẹp như mới, chỉ thiếu thùng xốp thôi và còn nguyên cả khiển. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio của gia đình có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn thân mến, bên cạnh giới thiệu đến các bạn những dòng sản phẩm audio, tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn những dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc, những vị thuốc giúp cho các bạn có thể ngâm rượu. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu, có thể kết bạn và gọi điện theo số điện thoại đang hiển thị phía bên tay trái phía trên của màn hình. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, nếu như nói về âm ly đề nông thì các bạn đã quá quen thuộc với những dòng 980, 890D, 780D, 890DG, 2000, 25 mã, 2000 AE, vân vân. Các bạn nhìn thấy các dòng sản phẩm của tôi rất là đa dạng và có nhiều cái mức giá khác nhau. Nhưng có thể nói với các bạn như thế này này. Đối với những chiếc ly đề nông 1500R mà các bạn đang nhìn thấy, thì ở những cái dòng này các bạn sẽ thấy có một điều đặc biệt là những chiếc âm ly trong tầm giá cùng phân khúc của nhiều hãng khác không thể cạnh tranh được với 1500R. Tại sao ạ? Bởi vì những dòng này thường thường các lô của nó hay sử dụng sò MOSFET, đó là một cái lợi thế lớn. Và thứ hai nữa là nó có khả năng đánh bi dai. Rất ít âm ly trên thị trường hiện nay có khả năng đánh bi dai và đánh bi am. Nhưng các bạn lại thấy đề nông 1500R cho chúng ta một trong những tính năng thời thượng để đánh được hầu hết những dòng loa hiện đại bây giờ. Những dòng JB, những dòng Tannoy, những dòng BV kép, những dòng Opera của Ý, vân vân. Đó chính là một cái lợi thế. Và nói về mặt cấu trúc thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở trên mạng. Đối với những dòng 1500R thì nó lại sử dụng tăng phô kép, tức là sử dụng tới hai biến thế. Và các bạn biết rồi, trong việc sử dụng nhiều biến thế thì có nghĩa là nó tăng cái chi phí của nhà sản xuất và cái thiết kế mạch của nó cũng khác nhau. Nhờ việc sử dụng hai tăng phô giúp cho việc cấp nguồn cho hai kênh đấy, đem lại âm thanh của nó sạch sẽ hơn, bởi vì nó sẽ có khả năng chống nhiễu tốt hơn. Đó là một lý do mà những người chơi đề nông chúng ta đều nhận ra khi đánh vào những dòng loa mà các bạn yêu thích, mà tôi vừa liệt kê ở phía trước, thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó vô cùng tĩnh, sạch. Các bạn có thể đánh vào những dòng Vega này, Onkyo này, hay những dòng Infinity này, Kappa này. Tôi có những cặp Onkyo đây, kể cả những Onkyo D77 đấy. Rồi những dòng Kenwood, những dòng Diatone, Calip. Các bạn thấy là đề nông nó có khả năng phối ghép đa dạng và nó dễ dàng tạo ra cái chất âm vừa tai với cái gu nhạc mà hiện nay đang thịnh hành trên thị trường. Thì bây giờ tôi sẽ quay chi tiết hơn, ngoài cái việc mà cung cấp một vài cái đặc tính như vừa nêu trên thì xin quay cận cảnh đấy, những chiếc ly này về chưa lau đâu, nhưng các bạn đã thấy nó đẹp đến mức độ như thế này rồi, như mới. Tất cả cái lòng phèo đã được tôi kiểm tra rất là kỹ từ khâu tuyển đầu vào đấy. Các bạn cứ nhìn cái hình ảnh ấy. Còn những chiếc âm ly như thế này, nếu như cần hơi cũ một chút hay là hơi xước răm một chút thôi mà mắt thường khó phát hiện ra được thì tôi thường thường chỉ bán khoảng 12 thôi. Nhưng đây là những chiếc tuyển rất kỹ và tôi nhập đầu vào, chấp nhận nó cao hơn một chút nhưng nó đẹp, để các bạn mua được mức giá là 13 triệu đồng một chiếc. Và giá này các bạn nhìn thấy này, những chiếc ly nó đẹp đến mức độ như thế này đấy, thiếu thùng xốp thôi. Và mức giá trên thì không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Rất ít lô về còn nguyên khiển, zin của nó như thế này đấy. Có khiển thì nó tiện ở cái chỗ như thế này này, các bạn có thể lựa chọn một là to nhỏ đấy, thứ nữa là các bạn có thể chuyển được cái kênh kết nối,
và có thể bấm được cả những cái tính năng mà khi mà chúng ta không có remote thì chúng ta không thể gọi nó lên được. Các bạn thân mến, đây là những cái dòng khiển mà các bạn có thể điều khiển trên một số cái dòng âm ly có sử dụng chung IC với 1500R. Và các bạn thấy là những chiếc âm ly như thế này thì các bạn đánh vào các dòng loa Bose. Ví dụ như các bạn có thể đánh vào Bose 301 Serie 3. Đấy. Rồi Bose 301 AV Monitor, rồi Bose 301 Sonata, Servin Vega AT15. Đấy, đây là 301 Serie 3 này. Đấy. Đánh vào Bose 4.2 Serie 2, đánh vào Bose 301 Serie 2, đánh vào Bose 301 Serie 5 và những cặp Tannoy 938 để nghe nhạc chuyên nghiệp. Đấy. Hay các bạn có thể đánh vào những cặp loa Servin Vega D3, D5 như cậu với mợ, xứng lứa vừa đôi. Các bạn thân mến, có thể nói rằng những dòng Servin Vega D3 hay D5 trên thị trường, đây chính là D5 này. À, những dòng này bắt 30 giúp các bạn vừa nghe được hay vừa có thể karaoke. Những cặp D3 vừa nghe hay vừa có thể karaoke trong gia đình. Đấy, đó là một trong những lựa chọn rất là vừa vặn. À, mức giá thì chỉ hơn 10 triệu đồng, chính xác khoảng tầm 14 triệu đồng. Tôi nhớ mang máng như vậy, các bạn quan tâm thì các bạn cứ gọi điện cho tôi. Các bạn thân mến, nếu như những dòng âm ly của Đền Ông mà ở thị trường Việt Nam chúng ta thì rất nhiều anh em hay sử dụng đánh vào loa Bose, và các bạn thấy đó là một trong những cái lợi thế. Thì nhiều bạn hỏi tôi là tại sao Đền Ông thì ở Việt Nam các bạn hay đánh với Bose. Nhưng thực tế thì các bạn biết rồi, nếu để nghe nhạc chuyên nghiệp thì Đền Ông nó có thể ghép với hầu hết các dòng loa châu Âu, đặc biệt là những dòng loa của Canada hay những dòng loa của các nước châu Âu. Ví dụ như tôi nói đến điểm danh qua, ví dụ như những thằng Jamo, đấy, Jamo hay PSB của Canada, hay những dòng Ditone đánh bằng Đền Ông này đều có cái chất âm rất đặc trưng riêng. Nhưng có thể nói rằng riêng Đền Ông nó hợp với Jamo, những dòng loa Jamo trên thị trường hiện nay các bạn cứ ghép với Đền Ông nó như cậu với mợ vậy. Ngoài ra các bạn ghép vào những dòng loa tôi vừa điểm danh, đặc biệt là các bạn thích những bộ dàn 2-1, vừa nghe nhạc hay vừa hát karaoke hay, thì các bạn có thể ghép nó với lại loa Bose, ví dụ như các dòng 301 Serie 3 mà tôi vừa điểm danh ở trên. Các bạn thân mến, như vậy xin phép được báo giá và quay kỹ cái tình trạng như các bạn nhìn thấy, đó là 4 chiếc âm ly Đền Ông 1500R với tình trạng như mới, xin báo giá để các bạn được tiếp cận. Các bạn có nhu cầu về mua sắm này hay là bất cứ một cái yêu cầu nào khác liên quan đến audio, các bạn cứ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.